là thích tính năng này luôn anh em à. Nhưng mà rửa xong rồi đi mưa cũng như không. Mai quen là xin chào cho anh đó. Hả? Mai quen bảo anh. Anh thì có làm bảo anh rửa xe chưa? Thì cậu em này là chuyên rửa xe anh em. Đấy, rửa xe mà chỉ cần trong ngày hôm sau mà nếu mà trời mưa khách đi qua là sẽ được gọi là rửa lại một lần nữa anh em ạ. Sẽ được, nói chung là phải qua liền nha, để dễ rửa xịt nó mới đi. Chứ anh em về để mưa anh em lại để mấy ngày trời nó khô cứng ngắc nữa là không có được nha. Thì cái tính năng mic không dây nó hay lắm anh em ạ. Anh em nghe mic âm thanh thấy chất lượng không? Không những là một mic mà còn là hai mic anh em à, rất phù hợp với cái gọi là vlog xe ôm của mình. Mình thường thường để một cái ở đây nè để cho nó thu tiếng của mình, một cái thì mình dán nhét nó ở đằng sau gáy, núp ở trong sau cái áo á, anh em, để cho nó thông. Ví dụ như khi mà mình nói chuyện với khách đó, khách người ta quay qua là ngay chân cái mic luôn à, cho nên là anh em nghe âm thanh nó gọi là nó cực kỳ đã luôn anh em à, không bị tạp âm, không bị tiếng gió và âm thanh nó rất là rõ. Đấy, thì mưa xong cái là cũng kẹt xe quá trời luôn anh em. Thì mình có cầm ở trên tay đây là con GoPro 10 anh em à. Con GoPro 10 này nó ra mắt cũng gọi là gần 3 năm trời rồi anh em à. Nhưng mà lý do mình xài GoPro 10 tới bây giờ là vì GoPro 11 nó cũng không có khác gì hết á anh em. GoPro 12 cũng không khác gì. Đấy, đến GoPro 13 thì nói chung là nó cũng chẳng có khác gì mấy, có điều nó update thêm tí thôi. Mà cái GoPro 13 cũng chỉ kết nối được có một mic à anh em à, không có được hai mic như là con Action 5 này. Cho nên là vẫn cứ phải là cắm gọi là Media Mode để có thể xài mic. Đó, thì cái Media Mode đó là rất là nhiều lần mình bị lỗi âm thanh đó anh em, có nghĩa là Media Mode là sẽ phải dùng dây. Mà dây cắm thì là cái jack cắm nó có thể là trong quá trình mình di chuyển á, nó bị đụng chạm rồi đó, nó bị mất âm thanh hoặc là nó bị rè, cho nên là rất là nhiều clip của mình anh em xem chất lượng âm thanh nó kém, cho nên là mình mới không có nâng cấp. Đấy, chứ mà nó mà ok là mình nâng cấp rồi đó anh em à. Đấy, thì bây giờ là sau bao nhiêu năm chờ đợi thì cũng gọi là mua được một cái con Action 5 Pro này, thực sự là quá là đã luôn anh em à. Hai mic không dây rất là phù hợp với nhu cầu của mình ở hiện tại. Hôm bữa là mình chút xíu nữa là mình mua cái Action 4 rồi các bạn. Nhưng mà cái Action 4 thì cũng wow, dán xe đẹp rồi. Chỗ đấy là chỗ anh mà chúng ta hay không quay em đấy, cứ quân Minh về thì cái con Action 4 mình cũng tính lấy rồi, nhưng mà nó lại chỉ kết nối được một mic không dây thôi à. Đó, mình để đây thì khách nói không có nghe, mà để đây thì mình nói thì các bạn không nghe đó, cho nên là cứ vẫn gọi là xài Media Mode của GoPro. Nhưng mà rất là nhiều những cái clip bị lỗi âm thanh đó, thì hôm nay cái vấn đề lớn nhất là âm thanh đã được xử lý rồi anh em ha. Đấy, còn hình ảnh thì thực sự với anh em DJI nó vẫn sáng hơn GoPro một bậc anh em ạ. Cái thời đế chế GoPro hết rồi. Ngày xưa mình nhớ mỗi lần GoPro nó ra là phải 15-16 triệu á anh em à. Nhưng mà từ ngày DJI cạnh tranh á, GoPro ra thì cũng chỉ có giá 12-13 cũ thôi. Rất là hợp lý. Thì bây giờ là càng nhiều hãng cạnh tranh với nhau thì người dùng chúng ta càng được lợi anh em à. Thì đây là một buổi tối mưa đó anh em. Anh em thấy hình ảnh sao? Bên tay phải các bạn là Vincom Trần Duy Hưng á. Thì bây giờ là mình sẽ bật con GoPro này lên so sánh hình ảnh cho anh em coi nhá. Thì đây là hình ảnh từ con GoPro 10. Và nói chung thì thật sự với anh em hình ảnh nó vẫn rất là ok cả hai con. Chỉ có một cái mà mình ưng đó là cái mic không dây thôi. Đấy, còn về GoPro thì nó vẫn gọi là bá đạo lắm anh em ạ. Xài rất là bền, mình xài gọi là 3 năm mấy nay mà không bao giờ bị một cái vấn đề gì cả. Còn đây là
cam nào đẹp hơn anh em. GoPro nó vẫn sáng hơn ra. Ok, chúng ta sẽ xuống một cái hầm. Như là có đó. Cũng như vậy. Sài Gòn để tôi kêu đó nó lôi chắc mấy cây số. Chín tám bảy tám chín đó, biển số đẹp vậy. E 300. Yes. Mưa như này đi mệt là hết sảy con bà bảy luôn rồi. Hèn chi các em gái cứ phải rồi là chọn mấy anh đi mệt mới chịu. Đây là một cái con đường mà hỗn hợp anh em à, vừa có đường ray tàu điện ở trên cao, ở dưới là xe ô tô. Đấy, kế bên là những tòa nhà phát ánh sáng rất là nhiều. Anh em thấy hình ảnh đẹp không anh em? Ok anh em ha, thì đây là mình đang đi dạo một cái nơi rất là tối luôn anh em à. Và mình đang để frame rate là 60 á anh em. À, cực kỳ tối luôn nha anh em, không hề có một chút ánh sáng nào. Mình cũng chưa coi hình ảnh nữa cho nên mình không đánh giá được, tí về mình edit cho anh em coi nha. Úi quá đã luôn, được DJI tặng cho cái gậy dài vãi chưởng. Cầm lên người ta là cần cần câu cá hả? Cầm lên người ta là cần câu cá. Con cá mười mấy củ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.